Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Ngọc Linh. Hiện tại mình đang học lớp 12 tại trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên, Bắc Ninh. Mình là học viên của khóa Simon IELTS 6.5 tại cơ sở của Basel ở Bắc Ninh. Trong kỳ thi vừa rồi thì mình vừa đạt được IELTS 7.0 overall. Mục đích ban đầu của mình khi học IELTS là để xét tuyển vào môi trường mơ ước. Còn mục tiêu ban đầu của mình thì là được 7.0 IELTS overall. Và thật may mắn là mình đã đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Nếu mà trước đây thì mình điểm reading của mình chỉ dao động từ 6.5 cho đến 7 chấm, thì bây giờ mình đã được 8.0 trong kỳ thi vừa rồi. Mình đã nhận thấy là bản thân mình kỷ luật hơn trước rất là nhiều. Mình luôn nhớ phải nộp bài tập đúng giờ. Trời ơi, chưa? Bắt đầu mình có nhu cầu ôn thi IELTS thì mẹ mình có giới thiệu trung tâm Basel cho mình. Và sau khi tìm hiểu về phương pháp Simon IELTS ở trên website của trung tâm thì mình thấy phương pháp này khá là phù hợp với bản thân mình. Mình đã quyết định nhập học tại cơ sở của Basel tại Bắc Ninh. Có hai điều mình rất là ấn tượng với Basel. Thứ nhất đó là về phương pháp Simon IELTS. Sau khi trải nghiệm thì mình đã nắm được hết tất cả những cái tiêu chí chấm điểm cho ban điểm mà mình mong muốn. Và mình cũng nhận thấy phương pháp này rất là dễ hiểu và dễ tiếp cận với tất cả mọi người. Thứ hai đó là về giáo viên của mình, cô Mai Phương Loan. Wow. Cô là một người luôn tràn đầy năng lượng và rất nhiệt tình trong việc giảng dạy. Cô luôn hỗ trợ bọn mình hết mình nhất có thể và mình luôn cảm thấy một cái sự nhiệt huyết từ cô. Trong quá trình ôn luyện IELTS thì mọi người nên đảm bảo tính liên tục thực hành. Practice makes perfect. Và mọi người sẽ tự nhớ được những cái từ vựng khó mà không cần phải ghi chép quá nhiều. Mình lưu ý mọi người là nên đăng ký đúng thông tin, đọc kỹ cái form đăng ký, bởi vì khi mà bạn đăng ký và đến đấy sẽ phải làm lại thông tin của mình rất là phức tạp. Mình có một câu nói muốn nhắn nhủ với những bạn đang có ý định thi IELTS, đó là practice makes perfect. Giảng viên họ sẽ chỉ là một người bạn đồng hành với bạn trong một thời gian nhất định, nhưng sự nỗ lực và sự cố gắng của bạn mới là chìa khóa để dẫn đến thành công. Tôi đã làm được và bạn chắc chắn sẽ làm được. Cố lên!